Thông tin đáng chú ý tiếp theo đến từ tiểu mục nhật ký thị trường. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận tại các chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh, giá một số các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm có sự tăng nhẹ sau khi mức lương cơ sở được điều chỉnh kể từ ngày 1 tháng 7. Sức mua vì thế cũng giảm xuống, nhiều chợ rơi vào tình trạng điều hưu, còn tiểu thương thì ế ẩm. Dạ giờ không phải nhiều đó đâu, ế lắm. Như là đó số lượng như bán như là cho 5 kg đi hay là 3 kg và giảm lại còn 1 kg 2 kg. Trời ơi, nhiều khi đồ anh đem đi đổ hoài. Đây nè, cái chuối tôi bán là biết mà tôi lột cái trắng bóc luôn là biết hả? Mấy cái bắp lận nè tôi rút dưới đây nè, bán biết mà lỗ lột biết trắng bóc luôn. Đây nè, chà bá lột biết mà chặt biết mà bỏ, biết mà bán được là phải bỏ. Đây là tình trạng chung của các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Bà Triều. Sức mua ở tất cả các nhóm hàng giảm 30-50% so với trước kia. Theo người tiêu dùng, giá cả các mặt hàng như rau củ, gạo, trái cây tăng nhẹ ở mức 5%. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc tăng giá này cũng khiến họ dè dặt trong chi tiêu. Thấy buồn quá, đi chợ sáng cầm tiền đi không mua được gì chưa, gầu gần chết. Mấy người tiểu thương người nào cũng kêu là tự do xăng cộ lên, rồi giờ hàng hóa cái nào cũng lên hết thì bắt buộc tụi em bán mới lên. Thì giờ người mua cũng phải chịu thôi chứ giờ sao giờ. Giờ chứ kêu ca ai giờ, nói sao giờ. Là tí cao quá thì mình ăn ít lại chút, còn rẻ thì mình ăn nhiều lên chút xíu vậy thôi chứ giờ biết sao giờ. Ban quản lý chợ Bà Triều cho biết lượng khách đến chợ giảm 30% so với trước kia. Ngày hôm sau, người đến chợ lại ít hơn hôm trước. Để hỗ trợ các tiểu thương duy trì hoạt động, ban quản lý chợ đã xây dựng trang web bán hàng online, hướng dẫn họ đăng bán lên mạng xã hội. Ban lý thì cũng có tập huấn cho tiểu thương cách bán hàng và cũng mở những cái lớp như là về công nghệ để mà tiểu thương được biết cách sử dụng và biết cách để mà mình đăng tin để mà mình buôn bán, tạo được cái nguồn thu nhập hơn một chút xíu. Không chỉ chợ Bà Triều, nhiều chợ trên địa bàn thành phố cũng đang kích cầu tiêu dùng bằng cách thực hiện một số khuyến mãi như khách hàng mua với số lượng lớn sẽ được giảm giá bán. Theo các nhà kinh tế, tình trạng chợ vắng người mua sẽ còn kéo dài trong vài tháng tới. Sức mua chỉ có thể tăng vào dịp cuối năm. Theo thống kê từ nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự Navigos, khảo sát trên 1.000 lao động và 500 doanh nghiệp trên thị trường tại các ngành trong lĩnh vực sản xuất cho thấy có 58% người lao động ngành sản xuất bị cắt giảm từ 30-50% tổng lương. Cụ thể, theo thống kê, có 58% người lao động ngành sản xuất bị cắt giảm 30-50% tổng lương, 34% bị cắt giảm 10% tổng lương, 6% người lao động bị cắt giảm 10-30% tổng lương, chỉ có 2% bị cắt giảm hơn 50% tổng lương, cùng đó người lao động cũng bị cắt giảm giờ làm, giảm tiền tăng ca và không nhận được trợ cấp như thường lệ. Trước làn sóng thu hẹp sản xuất, thu nhập giảm, 60% người lao động chọn cắt giảm chi phí sinh hoạt để ứng phó với khó khăn. 37% làm thêm bên ngoài và 3% chọn cách tăng ca nhiều hơn để tăng thu nhập. Bên cạnh đó, người lao động chọn cách nâng cao kỹ năng và tay nghề để duy trì lợi thế cạnh tranh. Chính ngành nghề thu hẹp sản xuất cắt giảm lao động nhiều nhất là ngành công nghệ cao, dệt may, da giày, dược phẩm, công nghệ sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp, sản phẩm công nghiệp, hàng tiêu dùng thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, ngành tự động hóa ô tô. Cân nhắc lại mức quy định đặt cọc 2% khi giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là góp ý của nhiều đại biểu tham dự hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức. Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi quy định số tiền đặt cọc không vượt quá 2% giá bán cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Ví như một căn hộ giá 3 tỷ đồng thì số tiền đặt cọc ban đầu không vượt quá 60 triệu đồng. Nhiều đại biểu cho rằng mức đặt cọc này là quá thấp, không có giá trị nhiều. Đề xuất được đưa ra là để chủ đầu tư và người mua nhà tự thỏa thuận. Nếu trong trường hợp mà chúng ta vẫn cần can thiệp thì đề xuất cái mức đó sẽ tính bằng một nửa của đợt 1 của hợp đồng mua bán. Hiện nay đợt 1 của hợp đồng mua bán là 30% thì đề xuất ở đây là để 15% ạ. Còn nếu mà để như dự thảo thì 2% thì thực sự là không có ý nghĩa về mặt thực tế đối với cả hai bên, cả chủ đầu tư và cả khách hàng ạ. Cái chỗ này thành phố Hồ Chí Minh đề nghị là 10%. Nhưng hôm nay là đề nghị tận 15% cơ, thì cái chỗ này chúng tôi với cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu. Nhưng mà theo nguyên tắc thôi,
ra để thực hiện được cái hợp đồng, để tránh mà bỏ cọc, nhưng mà cũng không được mà quá cao để mà lợi dụng để mà huy động vốn. Cái việc này thì nó sẽ đảm bảo phù hợp để tránh cái lợi dụng cái đặt cọc để huy động vốn. Mà nếu như sau này là dự án mà không triển khai được thì nó dễ dẫn đến tranh chấp. Do đó đặt cọc một cái tỷ lệ hợp lý như vậy là cũng đã có cái khuyến khích cho các cái chủ đầu tư trong cái việc là xác định được cái thị trường, xác định được khách hàng ban đầu. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định bất động sản là ngành kinh doanh sản xuất giúp tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa, thu hút nhiều lao động, khuyến khích phát triển thị trường bất động sản nhưng cũng cần phải đảm bảo được công tác quản lý. Cơ quan thẩm tra và soạn thảo phải bám sát trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật. Sau nhiều năm liên tục tăng trưởng nhanh, 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã giảm gần 30% so với cùng kỳ của năm 2022. Hiện nay chỉ còn số các mặt hàng còn tăng trưởng dương, bao gồm gỗ sán, ván sợi, ván bóc, răm gỗ và viên nén gỗ. Lao đao về thị trường xuất khẩu một phần, ở trong nước các doanh nghiệp sản xuất và chế biến gỗ cũng đang gặp nhiều khó khăn về vốn bởi hàng ngàn tỷ đồng tiền hoàn thuế, giá trị gia tăng chưa được các cơ quan thuế giải quyết dứt điểm. Doanh nghiệp này chuyên xuất khẩu các sản phẩm đồ gỗ nội thất đi các thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ. Nếu như trước đây, việc hoàn thuế giá trị gia tăng tương đối thuận lợi vì khá tuân thủ theo hệ thống thu mua nguyên liệu đầu vào. Nhưng trong vòng từ 2 cho đến 3 năm gần đây thì việc hoàn thuế gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Bởi vì rằng là chúng tôi mua nguyên liệu ở rất là nhiều cái tỉnh thành khác nhau. Nếu như bây giờ đặt vấn đề là kiểm tra không phải là chỉ có Iceland mà kiểm tra của các cái nhà cung cấp cho Iceland, sau đó lại kiểm tra của những cái nhà cung cấp cho những cái nhà cung cấp đó, rồi cứ truy mãi đến tận cái người trồng rừng ấy, thì nó mất rất là nhiều thời gian. Với Iceland có những trường hợp là tiền thuế nợ động là cả năm trời. Thế thì cái thuế VAT nó là 10%. Thế và cái lợi nhuận của cái hoạt động này có lẽ là nó chỉ được một vài phần trăm thôi. Thế cho nên là mỗi một lần xuất khẩu đi thì cái tiền mà để lại ở trong cái ngân sách của nhà nước là cái VAT chưa hoàn được ấy, nó còn lớn hơn cả cái phần mà lợi nhuận mà mình tạo ra. Thế nên là có khi là càng làm nhiều thì lại càng thiếu vốn là như thế. Trong những năm qua, ngành công nghiệp gỗ từng đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 20 tỷ đô la Mỹ và trở thành quốc gia xuất khẩu lớn sau Trung Quốc. Thế nhưng vài năm trở lại đây, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng xuất khẩu gỗ bị sụt giảm. Trong bối cảnh khó khăn trồng chất, thiếu vốn, thì hàng nghìn tỷ đồng tổng số tiền thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ lại chưa được hoàn. Cái câu chuyện hoàn thuế cho các cái doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ là câu chuyện thực sự hiện nay là rất căng thẳng, rất bức xúc. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện, Thường vụ Quốc hội cũng đã có sự chỉ đạo, nhưng mà nó vẫn vướng, trên thực tế chưa chuyển động được gì nhiều. Chúng tôi mới thống kê sơ bộ thì hiện nay là các cái doanh nghiệp của ngành gỗ đang bị nợ động 6,1 ngàn tỷ thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn. Nhưng mà trên thực tế thì có thể là gấp đôi cái con số này. Thế thì tại sao không được hoàn? Là bởi vì ngành hàng gỗ bị đưa vào cái danh sách gọi là danh sách đen, danh sách có nhiều rủi ro, và các cái cơ quan thuế thì siết chặt cái việc truy xuất trước khi hoàn thuế và đưa vào cái diện tức là tiền kiểm. Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ cũng đề nghị Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế ra soát lại các vướng mắc tại các văn bản quy định hiện hành để gỡ khó cho doanh nghiệp, đảm bảo dòng tài chính để doanh nghiệp ký kết các hợp đồng mới, tránh trường hợp hiện có nhiều doanh nghiệp có đơn hàng nhưng lại không có dòng vốn để thực hiện. Tức là phải đưa các cái doanh nghiệp của cái ngành gỗ ra khỏi cái danh sách rủi ro cao và có thể là hậu kiểm. Khi mà doanh nghiệp đã có hợp đồng xuất khẩu, hàng hóa, sản phẩm đã được thông quan và đã có những cái thông báo của ngân hàng là đã được thanh toán tiền thì có thể hoàn thuế và có thể kiểm tra ngẫu nhiên hoặc kiểm tra nhiều hơn.
khi mà thấy nghi ngờ có cái thể gian lận. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, trong thực tế, các vi phạm về hoàn thuế là có, nhưng không thể vì thế mà để những doanh nghiệp chấp hành tốt phải thiệt hại. Và vấn đề hoàn thuế VAT đang là nút thắt lớn cần sớm được tháo gỡ để doanh nghiệp ngành gỗ có thể tồn tại và chờ cơ hội phục hồi. Lực lượng công an Thanh Hóa vừa liên tiếp đấu tranh bắt giữ 3 vụ ma túy. Đặc biệt trong số này có một vụ xuất hiện loại ma túy mới dưới hình thức dạng nước vui, nước sướng. Cụ thể, vào hồi 14h30 phút ngày 1 tháng 8, Công an thành phố Thanh Hóa đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 8 thanh niên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn chung cư Techco, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm nhanh, có 7 trên 8 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một gói ma túy dạng ketamin, hai chai chứa chất lỏng màu vàng mà các đối tượng gọi là nước vui, nước sướng và các dụng cụ sử dụng ma túy. Được biết, loại ma túy được các đối tượng gọi là nước vui, nước sướng được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như là MDMA, ketamin hay là diazepam. Loại ma túy này khi hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng quá nhiều. Điều đáng lo ngại là những sản phẩm này nếu tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi giải trí sẽ cực kỳ nguy hiểm cho học sinh, trẻ nhỏ vì dễ tưởng nhầm là nước ngọt. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày. Vì thế, nhiều người đang lên kế hoạch du lịch vào dịp này. Nắm bắt nhu cầu du lịch của người dân sẽ tăng, doanh nghiệp lữ hành đã sớm chào bán các tour có mức giá rẻ hấp dẫn, được nhiều khách hàng quan tâm. Cụ thể, tour du lịch Nha Trang Đà Lạt khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh 5 ngày 4 đêm có giá gần 3 triệu đồng. Tour du lịch thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc 3 ngày 2 đêm có giá 3,2 triệu đồng. Tour du lịch thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết giá 2,8 triệu đồng. Tour du lịch thành phố Hồ Chí Minh Phú Yên Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm có giá 9 triệu đồng. Với điểm khởi hành từ Hà Nội, tour du lịch đi Sapa 3 ngày 2 đêm có giá 2,7 triệu đồng. Tour Hà Nội Mù Cang Chải 3 ngày 2 đêm có giá 2,4 triệu đồng. Tour Hà Nội Hạ Long 3 ngày 2 đêm có giá 3,6 triệu đồng. Ngoài các tour du lịch nội địa, tour quốc tế cũng đang được chào bán dày đặc với nhiều tour có mức giá rẻ như tour du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm khởi hành từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có giá 7,9 triệu đồng. Tour Hàn Quốc 4 ngày 4 đêm khởi hành từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có giá 17,4 triệu đồng. Tour Trung Quốc Phượng Hoàng Cổ Trấn có giá 17,4 triệu đồng. Tour Đài Loan Trung Quốc 5 ngày 4 đêm khởi hành từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có giá 13,9 triệu đồng. Thưa quý vị, từ đầu năm cho đến nay, giá dầu tương đối ổn định và biển yên. Ngư dân vùng cửa biển Mỹ Á của tỉnh Quảng Ngãi ra khơi đánh cá và tiếp tục được mùa. Đây là một tin vui đối với những người làm nghề biển. Cảng cá Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, một trong những nơi cập cảng của nhiều tàu ngư dân vùng biển Mỹ Á. Trong mùa biển yên, nhiều tàu sau khi ra khơi trở về nặng cá tôm, hải sản bắt được bán cho các tư thương chở đi muôn nơi. Biển được mùa nên người người phấn khởi. Tàu em đi là 12 người, thu nhập khoảng tháng cũng lao động anh cũng 10 triệu, 12 triệu. Còn ở cảng Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, thường ngày có hàng chục con tàu của ngư dân đi đánh bắt hải sản từ biển khơi trở về bán cá, tiếp nhiên liệu. Nhiều tàu đánh bắt ở vùng biển xa thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nhờ giá dầu ổn định và được sự hỗ trợ dầu của nhà nước nên ngư dân làm ăn ngày càng hiệu quả hơn. Con đi làm ăn xa thì nó cũng được, là nhất là lưu rút lỡ, làm ăn khám khá, là người khơi á, đánh bét xa bờ cũng gặp nhiều cái thuận tiện. Rồi thứ hai nữa là nghề bờ của bà con ở đây á, sáng đi chiều đi sáng vô á, thì làm cũng được. Đánh bắt hải sản có hiệu quả kinh tế nên ngư dân vùng biển Mỹ Á có điều kiện để nâng cấp tàu thuyền, mua sắm thêm phương tiện phục vụ nghề biển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống của ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau hơn 20 năm kể từ khi dự án hồi sinh rạch xuyên tâm ở thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra rồi lại bị trì hoãn, vào cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết đầu tư nạo vét cải tạo để hồi sinh con rạch này với tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng.
Thế nhưng vì sao người dân sống dọc rạch Xuyên Tâm vẫn chưa mấy tin tưởng vào ngày hoàn thành của dự án? Nội dung sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.